Lý Thái Tông, vị hoàng đế mở ra thời kỳ bách niên thịnh thế cho Đại Việt. Tên húy là Lý Phật Mã hay Lý Đức Chính, con trưởng của Lý Thái Tổ. Tháng 4 năm 1012, ông được lập thái tử và lên ngôi vua vào ngày 04 tháng 3 năm 1028 ở ngôi 26 năm. Lý Thái Tông là người có thiên tư dĩ ngộ, thông lục nghệ, tinh thao lược, là vị vua anh minh và có nhiều đóng góp trong triều đại nhà Lý. Chính ông thân chinh đem quân đi dẹp cuộc nổi dậy của Nùng Tôn Phúc, Nùng Chí Cao. Năm 1044, sau cuộc chiến tranh với Chiêm Thành, vua cho đại xá miễn một nửa tiền thuế để khoan sức dân. Năm 1049 cho xây chùa Diên Hựu hay còn gọi là chùa Một Cột. Năm 1042, vua cho ban hành bộ luật hình thư là bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!